Xin chào tất cả quý anh chị khách hàng nha. Lại là Nam đây ạ. Rất vui gặp lại quý anh chị khách hàng ở kênh của Nam. Nếu như quý anh chị khách hàng đang có nhu cầu tìm cho mình một chiếc xe tay ga nhưng có nhiều tiện ích và công nghệ, kèm theo đó là giá thành dễ tiếp cận, thì anh chị có thể tham khảo thử mẫu xe này nhé. Đây chính là mẫu xe Honda Lee 125 phun xăng điện tử FI. Thì với cái tên của xe này thì có nhiều khách hàng gọi là Lead, khách hàng gọi là Lee. Nam thì không rành tiếng Anh lắm, Nam gọi là Lee nha. Anh chị đừng bắt bẻ Nam chỗ này nha. Đó. Thì cái đối tượng khách hàng chủ yếu của cái dòng xe này là những khách hàng làm văn phòng, công sở, ngân hàng, giáo viên, vân vân. Thì video ngày hôm nay Nam sẽ quay cho anh chị xem lại cái mẫu xe này và sau đó sẽ cập nhật luôn giá bán, kèm theo đó là chương trình trả góp luôn, để cho anh chị nào có nhu cầu thì chúng ta sẽ tham khảo nó dễ hơn ha. Rồi thì cụ thể ba chiếc xe mà anh chị đang xem trên màn hình đây, chiếc bìa trái bên cùng là chiếc phiên bản đặc biệt, bản cao nhất của dòng xe Ly nha anh chị, mà bạc nhám ha. Còn hai chiếc bên bìa phải là phiên bản cao cấp màu xanh và màu đỏ. Ngoài ra Honda Lee còn có thêm một phiên bản nữa, đó chính là phiên bản tiêu chuẩn nha anh chị. Bản đặc biệt là bản cao nhất, còn bản cao cấp là bản giữa ha, rồi cuối cùng là bản tiêu chuẩn là bản thấp nhất. Rồi thì xe này thì sử dụng những cái công nghệ nó tiên tiến, nó gần như là ngang hàng với Thắc Mót luôn anh chị, chẳng qua là cái thương hiệu thì nó không có mạnh bằng Thắc Mót thôi. Nam lấy ví dụ ha, ví dụ như hiện tại bây giờ xe nè sử dụng công nghệ đèn pha nè anh chị, là đèn led nha, đèn led giống Thắc Mót nè, có đèn định vị ban ngày nè, dạng led luôn. Đèn xi nhan là đèn halogen cũng giống Thắc Mót nè. Thắc Mót là cái đèn pha với đèn định vị là đèn led, còn đèn xi nhan vẫn là đèn halogen giống vậy luôn. Rồi ngoại trừ ở Thắc Mót hơn được Honda Lee một điểm, đó chính là cái thắng đĩa phía trước nó có thêm công nghệ ABS đối với phiên bản cao cấp đặc biệt và thể thao. Còn Honda Lead tất cả các phiên bản đều là thân đĩa thường hết nha anh chị. Đó, thân đĩa thường hết, vỏ không có ruột nha. Tuy nhiên thân đĩa thường thì sẽ có ưu điểm của thân đĩa thường, ví dụ như nó là thắng kết hợp, anh chị bóp thắng sau thì nó sẽ liên kết với thắng trước luôn ha. Đó, thì mua xe Nam chia sẻ rất rất là nhiều rồi, nên mua thân đĩa thường hay đĩa ABS ha. Anh chị nào quan tâm thì có thể vào kênh của Nam để tham khảo thêm. Thì mỗi một loại phanh, loại thắng đều có một cái ưu và nhược điểm riêng nha anh chị. Đó. Rồi đây, đây là phần yên xe nè anh chị. Cái phần yên xe này nè, cái mút nó thiết kế to lắm anh chị, vì thế là những anh chị nào mà đi đường dài thì đó là một lợi thế ha, đối với những cái mút điểm này to, ngồi rất là êm nha anh chị. Cái bề mặt của cái diện tích của cái bề mặt yên này rất là to. Đối với cái phiên bản cao cấp thì nó sẽ đi hai tông màu ha, màu này gọi là nâu đậm đi, với màu này giống như màu da bò anh chị. Rồi cái phiên bản đặc biệt thì nó đi màu đen, khác cái màu sơn của tay dắt thôi. Quả là chất liệu bằng gan nha anh chị, rất là chắc chắn nha. Nhưng mà một cái là sơn bạc, còn một cái là sơn đen nhám nha. Đây, màu đỏ. Đó, có cái tem chữ nè anh chị. Đó. Chữ này thì có khách hàng đọc là Ly, có khách hàng đọc là Lít nha. Đó, bản cao cấp, chữ nổi nha. Công nghệ vẫn là công nghệ máy mới nhất, EB cộng giống như Thắng Mod luôn. Một phục giống với Thắng Mod luôn nha anh chị. Thắng sao thắng cờ giống với Thắng Mod luôn. Đó. À, lốc máy thì sơn màu bạc ha. Xe Ly này chỉ được trang bị khóa động cơ là 125 phân khối thôi nha anh chị, không có 150 ha. Nhưng mà công nghệ máy mới nhất EB cộng. Công nghệ EB cộng là công nghệ máy mới nhất hiện nay, và chân chống bên vẫn là chân chống điện ha, nghĩa là khi chúng ta gạt chân chống xuống là động cơ sẽ bị ngắt điện, tắt máy. Gạt chân chống lên thì chúng ta mới bóp thắng vào mới khởi động được. Rồi cầm đèn hậu phía sau nè anh chị. Đó, đèn hậu phía sau, đèn hậu là đèn led, còn đèn xi nhan là đèn halogen nha. Đây, đèn hậu là đèn đuôi nè, đèn led, còn đèn xi nhan là bóng halogen nha. Đó, có nhiều anh chị nói là ủa sao xe này không có cái đèn soi biển số, thì đây nó ăn gian của cái đèn này nè anh chị. Đó, nó ăn gian của cụm đèn hậu này xuống nè, là để tiết kiệm chi phí gì đó. Rồi bô xe nè. Rồi em sẽ cố gắng quay từng màu nhất có thể để cho anh chị xem ha. Rồi xài khóa thông minh giống với Thắng Mod luôn anh chị. Đây, khóa thông minh tính năng giống với Thắng Mod luôn nha. Rồi có cái hộp để đồ bên trái giống luôn nè, có cổng sạc điện thoại luôn nè anh chị. Đây, mình lấy nét cho anh chị dễ xem ha. Đó, cổng sạc USB ha, ghim cáp hoặc là sạc được. Mình sẽ lấy cái remote cho anh chị xem. Đây, cái remote, cái thiết kế và cái tính năng nó sẽ hoàn toàn giống như Thắc Mod, nhưng mà cái nền của cái remote này, cái nút này nè của Thắc Mod nó là màu trắng, còn của Ly này nó là màu đen, nó chỉ khác cái màu nền này thôi, nhưng vẫn có ba tính năng giống nhau ha: mở ngủ on off, chống trộm với tìm xe. Đó, mỗi xe hai cái nha. Đó.
Rồi, riêng về cái học để đồ này của Ly thì nó sẽ sâu hơn và to hơn Thắng Mod nha. Có thể để được một cái điện thoại 14 Pro Max luôn đó anh chị. Rất là to ha. Còn ở Thắng Mod là không để được nha. Rồi, có móc mang độ ở phía giữa nè. À, nhưng mà riêng cái dòng xe này thì nó sẽ có một cái ưu điểm vượt trội hơn ở Thắng Mod. Đó chính là cốp để đồ siêu to khổng lồ. Nếu mà nói về cốp để đồ này thì hơn 37 lít và lớn nhất trong tất cả các dòng xe tay ga hiện nay của Honda Việt Nam, kể cả AB, kể cả SH Nam chúng ta luôn. Đó. Rất là to nha anh chị. Có thể để được hai mũ bảo hiểm mình ở đầu ha, và một số vật dụng cơ bản khác. Hai gang, ba gang ha anh chị. Còn cái bề nếu mà chỗ này thì một gang của Nam. Đó, cái này thì một gang hơn. Đó, chỗ này cũng gang hơn. Cái gang của Nam là tầm khoảng đâu đó khoảng 20 cm nha anh chị. Nói thế cho anh chị dễ hình dung. Còn chiều sâu nè, à, chiều sâu chưa đụng ở dưới nha, nè. Chưa đụng ở dưới nha anh chị, rất là to ha. Và đổ xăng phía trước đây, à, nhấn cái nút trên này nè là đổ xăng phía trước, rất là tiện lợi nha. Ngồi trên xe chúng ta có thể đổ xăng được, à, trừ trường hợp những mấy trường hợp mà chúng ta chở trẻ nhỏ, chở người thân ở phía sau, hoặc là chở kiện hàng phía sau mà cố định nó không có xuống á, không tháo được á, thì đó là một lợi thế ha. À, về bình xăng ngay phía trước thì cốp nó sẽ to hơn ở Thắng Mod, thì ở Thắng Mod cái bình xăng nó đặt dưới yên á, nên nó chỉ có phần nửa cốp thôi. À, và đổ xăng thì chúng ta phải xuống xe. Rồi, đó là màu đỏ ha, đây là màu xanh. Màu xanh này, cái này là màu xanh đen nha. Nếu mà anh chị nhìn không kỹ, anh chị lướt qua, anh chị tưởng là màu đen không á. Tại vì nó trong điều kiện mà ánh sáng nhiều quá thì chắc chắn cái màu xanh nó sẽ dễ thấy hơn. Đây, đèn hậu nè anh chị. Đó. Tại vì Nam đang ở trên kho, cái điều kiện ánh sáng thì nó cũng không có đủ lắm. Kho mà điều kiện ánh sáng thì đâu có bằng ở ngoài, đặc biệt là xe này mà ra ngoài trời anh chị sẽ thấy rõ chi tiết luôn. Cực kỳ đẹp, lên kim tuyến ánh xanh anh chị. Cái màu này khá là nhu, anh chị nào thích cái màu nhu thì có thể xem xét cái màu này ha, xem nó có hợp với mình hay không. Mà thực tế màu này là màu xanh nha anh chị. Đây, màu xanh nha, nó góc này chị dễ thấy màu xanh nhất nè. Rồi, cuối cùng là màu bạc. À, màu bạc này dường như đi đúng tâm lý khách hàng hay sao, năm thấy xe nào màu bạc cũng được khách hàng lựa chọn nhiều hết trơn. Ví dụ ở Thắng Mod nó cũng có màu này nè anh chị. Đó. Và Honda Ly chúng ta thì cũng có màu này luôn. Đây, phiên bản đặc biệt màu này là màu nhám nha, còn cái màu xanh với màu đỏ là màu sân bóng nha anh chị. Đó, còn cái mâm nè, mâm thì nó chỉ khác nha, cái hình thức cái nước sơn bên ngoài thôi. Mâm kia sơn bạc, mâm này sơn màu đen, nó chỉ khác cái màu sơn thôi, còn chất liệu là giống nhau ha. Sẵn góc này thì đang quay luôn cái mức tiêu hao nhiên liệu cho anh chị xem luôn nè. 2,16 lít trên 100 km, nó giống như Thắc Mod luôn anh chị. Ở Thắc Mod cái đời 2023 là 2,16, nhưng qua 2024 ở Thắc Mod tình chỉnh lại nó còn 2,12. 2,12 với 2,16 nó chênh lệch nhau 0,04, thì Nam nghĩ cái mức tiêu hao nhiên liệu này nó không đáng kể, nó gần như bằng không anh chị. Đây, tất cả các phiên bản mức tiêu hao nhiên liệu nó sẽ giống nhau nha. Đó, 2,16. Rồi, em sẽ quay thêm cái chiếc ly màu bạc này cho anh chị xem. Đấy, bạc thì nó đi hai tông màu ha, màu bạc với màu đen, còn xanh với đỏ thì đi tông màu nâu. Rồi, đây bạc này là bạc nhám nha anh chị, giống như chiếc xe ở Thắng Mod nha, bạc nhám vậy đó. Đây vẫn là chữ nổi ha, nhưng mà nó không xi trắng, nó xi màu đỏ. À, góc này anh chị sẽ thấy nè, à, bên đó nó cũng chữ nổi nhưng mà nó xi trắng, còn chữ này thì nó xi đỏ, nó chỉ khác nhau về cái nước xi theo cái kiểu chữ vẫn giống nhau nha. Rồi, mâm sao cũng sơn màu đen luôn. Đó, đèn hậu nè. Tay dắt thì nó không sơn bạc mà sơn đen, à, tạo sự khác biệt thôi. Chứ thực chất là có một chiếc xe thôi, sơn nhiều màu đặt tên gọi khác nhau thôi. Lốc máy thì sơn đen nhám nè, công nghệ bi cộng nè, một phuộc sao, thắng sao thắng cơ. Đây, góc này anh chị dễ thấy nè. Đó. Nếu mà nói về về so sánh với SH Mod anh chị, thì ở Thắng Mod sẽ hơn dòng xe Ly con cái là ở những phiên bản cao á, nó sẽ có thêm công nghệ thắng ABS. Còn ngược lại thì xe Ly này nó có cái điểm hơn ở Thắng Mod ở chỗ là cốp để đồ rộng hơn và đổ xăng phía trước tiện lợi hơn. À, những anh chị nào mà cần sự sang trọng à, thì xe Ly này sẽ không phù hợp, anh chị nên mua Thắng Mod. Còn những anh chị nào mà quan tâm về tiện ích của xe mang lại và giá thành thì Honda Ly này là một trong những sự lựa chọn đáng để quan tâm. Tại vì Nam nhắc lại thông tin cơ bản cho anh chị này dễ nắm nè, không phải tự nhiên mà Nam đi so sánh chiếc xe này với xe đó. Nam nói như vậy để cho anh chị dễ hình dung, à, là chiếc xe này nó có những công nghệ gì, có những cái tiện ích gì thôi. À, từ đó anh chị sẽ dễ dàng đưa ra quyết định hơn. À, đèn led giống với Thắng Mod nè, à, cốp đi đồ to hơn, đổ xăng phía trước tiện lợi,
Có cổng sạc USB, remote, có tính năng báo động chống trộm, smart key giống nhau luôn. Thắng là thắng thường nhưng mà nó là thắng kết hợp. Thì đó là những cái điểm vượt trội của dòng xe ly. Rồi, điểm mà Nam nghĩ là anh chị quan tâm nhiều nhất có thể là phần giá đúng không ạ? Thì cụ thể ngày hôm nay là ngày 11 tây tháng 5 2024 rồi, 11 tháng 5. Thì hiện tại cái dòng xe Honda Lee này, cái màu bạc là phiên bản đặc biệt bản cao nhất đang bán ra mức giá là 44 triệu. Còn phiên bản cao cấp màu xanh với màu đỏ thì bên em đang bán ra mức giá là 42 triệu. Mặc dù hai xe này chỉ khác nhau về cái hình thức là cái nước sơn ở bên ngoài thôi chứ không khác biệt gì nhiều. Lưu ý là giá xe Nam báo là đã bao gồm VT hết rồi, có nghĩa là anh chị nào khu vực ngoài tỉnh mua xe này thì Nam bán xe giao hồ sơ gốc về anh chị đăng ký thêm với thế trước bạ với cái phí biển số là sẽ ra giá lăn bánh hoàn chỉnh ha. Còn những anh chị nào mà mua xe bên cửa hàng của Nam và đăng ký thuộc về các huyện nằm trong khu vực tỉnh Đồng Tháp thì giá này Nam bao anh chị ra tới biển số cầm trên tay, không phát sinh thêm tiền, với điều kiện là giá xe được báo vào ngày 11 tây tháng 5 2024 anh chị. Giá xe có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm chứ không cố định nha anh chị. Nó sẽ quay lại cái cầm đồng hồ cho anh chị xem ha. Nói cái giá thành của nó thì có bốn mấy triệu thôi, còn ở Thắng Mót thì nó dao động từ 60 mấy tới 70 triệu. Thì nó chênh lệch tầm khoảng, nếu mà cái bảng thấp nhất của Thắng Mót ví dụ như 60 triệu đi thì nó chênh lệch tầm khoảng 16 tới 18 triệu nha anh chị. Thì tương đương với một chiếc Vinfast, dù 18 triệu thì có thể tương đương với một chiếc Vinfast. Nếu mà bản cao hơn, bản thể thao, bản đặc biệt đó, thì giá thành nó sẽ chênh lệch có thể là hai mấy triệu luôn. Thì trung bình hiện năm lấy trung bình là chênh lệch khoảng 20 triệu đi. Nếu như anh chị nào cần sự sang trọng đó, thì thêm 20 triệu để mua ở Thắng Mót. Còn nếu như anh chị nào không có cần cái vẻ ngoài, chỉ cần là cái tiện ích của xe mang lại thôi, nhiều công nghệ thì có thể là suy nghĩ đến cái dòng xe ly này nha. Đây có chế độ dừng đèn xanh đỏ, máy tương tác anti tốp nè, đồng hồ điện tử kết hợp với cơ y hệt với Thắng Mót luôn, có chế độ chỉnh giờ được luôn, thời gian đầy đủ ha, báo quãng đường, báo nhiên liệu đầy đủ luôn, có hộp đầy đồ, có báo, có cổng sạc điện thoại, có remote khóa thông minh gian vậy luôn nha anh chị, không có gì khác biệt hết nha, ngoại trừ thương hiệu không mạnh bằng thôi. Còn nếu mà nói về trả góp á, thì xe này anh chị đưa trước số tiền tối thiểu nha, tối thiểu là tầm khoảng 10 triệu đổ tới lên hồ sơ trả góp được nha anh chị, 10 triệu đổ tới lên hồ sơ trả góp được. Thủ tục bây giờ thì chỉ cần căn cước công dân bản gốc đủ 18 tuổi trở lên và không bị nợ xấu là có thể lên hồ sơ được nha. Anh chị nào quan tâm về giá, về trả góp thì cứ liên hệ, thông tin liên hệ bên dưới phần mô tả, còn không á, thì cứ comment để lại số điện thoại ha, Nam sẽ chủ động liên hệ lại tư vấn cho anh chị nha, các cụ thể và chi tiết hơn, tại vì mỗi anh chị thì sẽ có một cái số tiền trả trước khác nhau, cái mốc thời gian trả góp khác nhau, ví dụ như có anh chị là 9 tháng, có anh chị 12 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng ha, thì mỗi anh chị nó sẽ khác nhau. Anh chị nào quan tâm chi tiết thì cứ liên hệ Nam hoặc là comment để lại số điện thoại, Nam sẽ điện lại tư vấn cho anh chị ha. Rồi thì nói tới đây thì Nam nghĩ là mỗi anh chị đã có một sự lựa chọn riêng mình đúng không ạ? Những anh chị nào cần sự sang trọng thì dòng xe ly này sẽ không phù hợp, còn những anh chị nào cần sự tiện ích hoặc là thường xuyên ra ngoài mang theo nhiều tư trang thì Honda Ly này mà là một trong những sự lựa chọn khá là đáng để quan tâm. Chẳng thua kém gì Thắc Mót hết nha anh chị. Nam không phải là video này Nam không cố tình là đè Thắc Mót xuống nha, nhưng mà Nam đang nói về cái tính thực dụng của một chiếc xe. Ví dụ như anh chị cần mua một chiếc xe nó như thế nào, nhu cầu của anh chị ra sao thì chúng ta căn cứ vào đó chúng ta mua xe nó sẽ dễ hơn. Ví dụ nhu cầu của anh chị cần sự sang trọng thì đương nhiên chúng ta sẽ ngắm đến những dòng xe ở Thắc Mót nè, ở Thắc Nam 125, 160i. Còn nếu như anh chị không cần quá chú trọng vẻ ngoài, nói vậy thì không có nghĩa là cái dòng xe này nó quá tệ nha anh chị, cái kiểu dáng của nó Nam thấy nó cũng khá là ok đó chứ không đến nỗi nha. Có nhiều tiện ích, có cái đầu to nè, đổ xăng phía trước tiện lợi nè, cũng có đèn pha led, cũng có khóa thông minh, cũng có chống trộm, cổng sạc điện thoại, đồng hồ điện tử vân vân, chả thua kém gì Thắc Mót hết, nhưng mà chúng ta lại tiết kiệm đâu đó được khoảng 20 triệu. Nếu là anh chị thì anh chị sẽ tiết kiệm 20 triệu để dọn dòng xe ly này, hay là anh chị thêm 20 triệu nữa để chọn xe ở Thắc Mót sang chảnh? Anh chị hãy chia sẻ ý kiến của mình bằng cách để lại cái comment phía bên dưới nha anh chị. Rồi thì chốt là vấn đề ha, tiền là của anh chị, quyền quyết định sẽ nằm trong tay của anh chị. Thông tin trong video của Nam chỉ mang tính chất tham khảo thôi, và Nam cũng hy vọng rằng thông tin của mình sẽ giúp ích được anh chị nào đó đưa ra được một cái quyết định nó thật là ưng ý hơn. Chúc tất cả quý anh chị khách hàng lựa chọn được một chiếc xe thật là ưng ý theo như ý muốn của mình nhé. Rồi thì đó là tất cả thông tin Nam muốn chia sẻ với anh chị về cái dòng xe Honda Lee này nhé. Anh chị nào có nhu cầu quan tâm về dòng xe này thì cứ nhấc máy liên hệ Nam.
thành phố Cao Lãnh của tỉnh Đồng Tháp. Thông tin liên hệ Nam để bên dưới phần mô tả của video nhé. Đây thì đó là tất cả thông tin Nam muốn chia sẻ với anh chị. Bây giờ thì Nam xin phép kết thúc video tại đây. Anh chị nhớ đăng ký kênh của Nam để cập nhật thêm những thông tin mới nhất về những dòng xe mới này, cũng như về giá xe này, về trả góp nè. Nam sẽ cập nhật liên tục những thông tin mới nhất về xe, về giá, về trả góp, đặc biệt là về giá ha, để cho anh chị nào quan tâm về dòng xe của nhà Honda thì chúng ta sẽ dễ tham khảo hơn. Một lần nữa thì cảm ơn tất cả quý anh chị khách hàng đã dành chút thời gian quý báu của mình để theo dõi video của Nam. Hẹn gặp lại quý anh chị khách hàng vào những video tiếp theo nhé. Xin chào.